Em ơi, Dạ. tiếp theo đi đâu em? Chờ em xíu, em đang mất. Sao em chờ em tí xíu hoài vậy? Em có biết anh đi rất là mệt không? Anh đi anh chạy ngoài nắng rất là nhiều. Vô đây anh phải chờ em. Nhiệm vụ em là gì? Em coi map. Bình Hả? tĩnh, anh bình tĩnh, anh chờ em chút xíu ha. Cái mạng, xong rồi em coi bản đồ rồi em chỉ anh liền ha. Thôi bình Có tĩnh mạng đó, rồi, em bây nhớ giờ không? vô. Những lần mà anh bình tĩnh á, anh nói em chẳng hạn như cái dự án em làm cho người ta, anh cũng nói với em là cái dự án nó không ok, mà một hai em không nghe lời anh, em làm đến khi người ta nói là cái kết quả nó fail, em hiểu không? Ủa sao mỗi lần anh nói chuyện với em sao sao em không có nói chuyện lại gì với anh hết Bây giờ anh bình tĩnh lại. sao em cứ bình tĩnh hoài, anh nói chuyện với em mà sao em Anh hai đang người cùng nói, em hiểu anh không? đang bị nóng vội á, anh từ từ anh bình tĩnh đi. Khi nào anh bình tĩnh xong rồi em giải quyết với anh được không? Rồi anh chờ em chút À, khi xíu nào bình tĩnh là em mới ngồi nói chuyện với anh đúng không? ha. Ừ. Không anh ơi, cái đó là cái nết của cái bạn khách mời trong chương trình ngày hôm nay nha. Chứ như cái nết em ngoài đời mà cái nết anh sồn sồn vậy là anh mệt với em rồi đó. À, là cái nết của bạn nam người ta nóng vậy hả? Dạ không phải, giống như kiểu đàn ông bị vội á. Không phải đàn ông bị vội, cái này em nói sai rồi. Cái Không anh bạn ơi. nam đó, tôi phải binh bạn nam đó. Không phải anh ơi, anh bình tĩnh nè. Mình là bạn gái, mình ngồi phía đằng sau, Ừ. mình chạy xe, em nhiệm vụ là em coi map đúng không? Tâm lý ngoài đời nè, không phải tâm lý nhân vật của khách mời nè. Anh ơi từ từ, anh ơi em đang bế con anh hỗ trợ em một chút, anh chờ em một chút xíu, anh thả con xuống một cái em coi map được không? À, ngoài đời á hả? Đó là ngoài đời hay là tâm lý bạn khách mời, là anh bình tĩnh anh chờ em xíu. À, có Em nghĩa là thả con xuống một cái em coi. Ừ, bạn nữ rất bạn là nữ là nhẹ nhàng đúng không? ừ. Thì chính vì anh cũng nghĩ là bạn nữ người ta nhẹ nhàng vậy, cho Đúng. nên là bạn nam bạn mới yêu thương, đó cũng chính là những cái rất là đáng yêu, rất là dễ thương của hai vị khách mời một lát nữa đây sẽ xuất hiện trong chương trình của chúng ta. Một lần nữa Quang Mèo xin kính chào các bạn đã đến với chương trình Cuộc Hôn Nhân Tuyệt Vời, được phát sóng lúc 21:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh MTV Media. Và bây giờ là sự xuất hiện của hai khách mời của chúng ta. Ba Xin khách mời mời. lận Ủa, ba nha, khách mời ba luôn khách hả? mời lận nha. Ok rồi, hai khách mời đấy. Ok, xin chào. Hello, chào anh Xin chị. chào. Chào cô chú rồi, đi con. Chào cô. Chào cô chú đi. À, Chỉ cần chào. Kêu hello cái là anh té xỉu liền rồi. Em cũng vậy luôn. Dạ, chào anh chị. Chào. Hello, rồi. Rồi, mời các anh ngồi. Dạ. Dạ. Có một vài ngày nữa thôi là tụi em không dám ra khỏi khách sạn. Tại không vì dám check out. Không có tiền. Không có tiền để check out. Lúc đó là tiền nó bị kẹt mọi thứ này kia, xong là tài khoản còn có, chắc hình như em nhớ lúc đó là còn 30.000 hay sao á. 50.000. Nó rất là kinh dị với em, xong rồi kiểu hai đứa là không có ăn uống gì trơn, không dám ra khỏi phòng luôn, kiểu rất là bế ác tắc mộng, rồi. bế tắc lắm chị nó. Vẫn là thông lệ thường xuyên. Mình giới thiệu về bản thân mình ha. Dạ chứ đi, lady first. Dạ em chào chị Kim Nhã, em chào anh Hoàng Mèo. Thì em tên là Quyên, em làm một bartender và gần đây là một content creator nữa. Dạ. Rồi em tên là Phan Thanh Nam, em cũng là bartender luôn và em cũng làm content creator với vợ em. Trước đây thì em từng là dancer. Và ngoài ra trong quá trình em làm content creator em cũng là media producer luôn. Đây là cặp vợ chồng hot bartender, nhà sáng tạo nội dung Nguyễn Hoàng Tú Quyên và Phan Thanh Nam. Kênh TikTok của hai vợ chồng Nam đã gần 350.000 follower và gần 10 triệu lượt thích. Hai vợ chồng đồng hành cùng nhau 4 năm, dọn về sống chung sau hơn 1 tháng quen nhau. Ủa sao hai người quen nhau ta? Câu chuyện quen nhau của tụi em nó cũng khá là dài nữa. Dạ. Là tại vì tụi em là bartender cho nên là tụi em có thích tham gia những cái cuộc thi pha chế anh. Thì hai đứa gặp nhau trong cái một cuộc thi pha chế của một cái hãng rượu Việt Nam mình luôn. Dạ. Trải qua một số kỷ niệm xong rồi dính nhau tới giờ. Để bị gọn á. Gọn á. À chị muốn chi tiết đúng không? Chi tiết đúng rồi. Chiêu ha, sống chiêu quá. Chi tiết thì bên đây, tại vì bên đây là người lên kế hoạch tán đổ em cho nên là để bên đây. Cuộc thi đó là cuộc thi chọn ra top 8 người bartender giỏi nhất Việt Nam, trong đó 4 người miền Bắc, 4 người miền Nam. Thì tụi em là 4 người ứng cử viên của miền Nam và sẽ gặp nhau ở sân bay và bay chung với nhau ra Tây Bắc, ra Hà Nội để đi ra Tây Bắc. Thì đó là khoảnh khắc đầu tiên em gặp Quyên là ở sân bay. À, là... Ê, đúng rồi, một người nữ duy nhất hả? Dạ không, có hai nữ lận. Nhưng mà ấn tượng về em với anh Nam lúc đó là không tốt một xíu nào chứ. Không quý cái của nào chơi cho của đó. Ê, bất chuẩn nha. Bóc phốt công khai. Ấn tượng đầu tiên đi trễ, mọi người mém trễ chuyến bay luôn. Ba người tụi em là phải đứng đợi ông này. Xong rồi tới trễ gọi không được, kiểu là lúc đó em đã bực rồi, em kiểu không biết bạn này trước đó luôn, không không biết gì về nhau hết mà lần đầu tiên gặp.
còn đi trễ nữa, không có ấn tượng tốt rồi không chơi chung. Xong rồi tới nơi còn kiểu hơi vụng về xíu, kiểu là rất đồ rất đạt to con, rồi đem đồ, đem rất là nhiều đồ. Em đi em đem một cái vali thôi, còn ảnh là đem nguyên một cái ba lô, mà như là ba lô kiểu người ta đi du lịch mà 20 kg á. Xong rồi dụng cụ gì tùm lum, như là vác nguyên cái quầy ba đi. Ôi thanh kinh đó. Đó thì sợ đó. Xíu cái này xíu cái kia. Quá chu đáo á. Em đi xa cái em bị nghĩ là ok, chắc chương trình sẽ cho mình vô một tình huống gì đó giữa rừng, giữa núi pha chế, và mình phải có đem đủ đồ nghề cho mình và đủ đồ nghề cho đối phương, tại vì chắc chắn mấy bạn sẽ đem thiếu và em sẽ cho đối phương mượn. Từ đó ban tổ chức nhìn vô tôi sẽ đánh giá bạn này có chuẩn bị tốt và có sự giúp đỡ người khác. Vâng, thinh kinh thấy không? Không phải thinh kinh mà đi trong sân bay mà còn bị lạc nữa anh. Em bị lạc sân bay. Em hiểu, ủa là sao đi có đoạn từ cái cổng check in vô tới sân bay mà còn đi lạc nữa. Đó kiểu hơi ngáo ngơ. Lúc đó là em chỉ khó chịu thôi, không có nghĩ gì thêm hết. Dạ đúng rồi. Rồi còn em? Em thấy Quyên rất là cúng hút, nhưng mà lúc đó Quyên gặp em á thì Quyên kiểu không thèm để vô mắt á, cái Quyên quay lưng đi luôn, kiểu đi lẹ anh đi. Tới giờ kiểu nói chuyện em đúng một câu đó thôi, xong rồi chà cúng hút dữ, mạnh mẽ dữ, nhưng mà em thích cái nguồn năng lượng đấy. Em thích cái sự quyền bí đó, em thích. Kỳ chứ, đàn ông đa số là bị như vậy. Cứ thấy cái gì mà nó lạ muốn chinh phục là chinh phục. Theo em tìm hiểu tất cả đối phương em đi thi thì em biết hết lịch sử của họ luôn. Em cực kỳ ấn tượng với đó, có Quyên đã từng vô địch bartender, vô địch vòng châu Á nha, vòng quốc gia luôn nha. Thì em mới nói hay là mình vô địch đi để Quyên không có đánh giá thấp mình. Và thế là trong quá trình em ngồi trên máy bay 2 tiếng từ Sài Gòn ra Hà Nội, yeah, thì em lên hết kế hoạch. Cái gì làm gì cũng phải lên kế hoạch kỹ lưỡng đầu đuôi hết trơn á chị. Kiểu con người rất là Nhắc lại còn run. Nhớ cái cảm giác nói chuyện, tức là mình phải bắt chuyện, mình nói chuyện sao, và Quyên sẽ thích một chàng trai có ấn tượng đầu tiên như thế nào để mà mình có mất cái ấn tượng đầu, mặc dù là mất rồi. Mà cái kiểu của em thì là khi mà ngồi xuống nói chuyện thì em sẽ nói cho ra vấn đề, chứ em không thích xã giao. Nên là em nói như rất bình thường thôi, tại vì với khách hàng hay là với mấy người khác em cũng nói chuyện vậy. Nhưng mà vô tình cái đó lại là cái anh Nam thích. Phải về lại Sài Gòn và bắt đầu tới cái ngày diễn ra vòng chung kết, đó là tổ chức trong một cái nhà hàng khách sạn 6 sao ở Sài Gòn. Và mỗi người phải đem một cái ly cocktail dựa trên chuyến đi Tây Bắc mà các thí sinh đã tham dự. Thì em đã lên hết công thức, cái cách em thuyết trình món đó như thế nào trong quá trình đi Tây Bắc luôn rồi. Và em đã sẵn sàng, em cầm điện thoại, em quay tất cả những món cách mọi người. Và em làm thành một cái video để mà recap lại đó. Thì cái màn trình diễn của em là cocktail của em lúc đó là có thêm cái video phía sau nữa. Và đó là một điều xưa giờ chưa, hình như là chưa bartender nào làm chuyện đó. Cái thời điểm đó em là một người không có rành về edit video luôn. Em chỉ muốn làm đó thôi, xong lên mạng em học cấp tốc edit video gì đó. Em làm mọi thứ để làm thức khuya, thức đêm, thức hôm để làm cho xong video đó luôn. Tại vì ngày hôm sau là team Hà Nội sẽ xuống lại Sài Gòn, và em muốn dành thời gian nguyên ngày hôm sau đó để em support mọi người ở Hà Nội. Và cái kết là? Kết là em ngồi đây là chị hiểu. Tại em thi nhiều á nên là em thấy những bài thi nó cũng bình thường như nhau thôi. Nhưng mà cái bài thi của anh Nam đợt đó là bài thi duy nhất mà một người đứng thi, mà những thí sinh khác là tụi em đứng ở dưới nguyên đám la hét, xong rồi kiểu là cổ vũ rất là nhiệt tình luôn. Tại vì kiểu thấy lại khoảnh khắc của nguyên đám đi chơi chung với nhau, xong rồi giống như là tụi em thân nhau á, là tụi em vẫn chơi với nhau đến tận bây giờ. Là rất là cảm ơn cái chương trình đó. Và ở dưới mọi người cũng vỗ tay rất là nhiều, xong kiểu coi nổi da gà thì kiểu là tình anh em, xong rồi kiểu những cái liên quan tới văn hóa Việt Nam, những cái giao thoa văn hóa mình coi mình nổi da gà luôn. Cái lúc đó em cực kỳ ấn tượng luôn, là lúc đó là cái khoảnh khắc đó em mới bắt đầu ấn tượng luôn. Em là một người sẽ bị thu hút bởi những người làm em nể phải giỏi hơn mình. Lúc đó là anh Nam thắng vô địch thì em được giải nhì luôn. Trời ơi, gom cho tiền vô, gom vô một chỗ rồi. Trời xin gặp rồi. Tại vì lúc đó nói là nếu mà không có anh Nam hay là ấy thì là em là đã là ứng cử viên vô địch rồi. Nhưng mà anh Nam là một nhân viên, một cái bartender rất là mới, ít người biết tới á. Xong rồi mới vô nghề lật một phát, kiểu là quá bất ngờ đi. Sao mà đỡ có cây cứu không? Dạ. Cây bực không? Cây cứu bực không? Cây cứu không? Dạ không. Đó, người ta sống chiêu thấy không? Em biết là anh Nam chuẩn bị rất là nhiều, có video tùm lum á, còn em là em gần như là em không chuẩn bị hết trơn. Thì lố giờ đúng không? Em thuyết trình còn bị lố giờ là cái đó em chắc chắn là em sẽ không vô địch rồi. Nên là nhiều bạn của em nói là uổng cho em, nhưng nói không, nghĩa là xứng đáng, trừ khi nào mà em chuẩn bị 100% em nỗ lực đi nhưng mà vẫn thua thì lúc đó em buồn. Còn này em kiểu không, thua là đúng rồi, không có buồn. Trời
nói gì được. Ê, lúc đó cái kiểu giống như trong phim hôm nay lạnh cúp xuống nhìn xuống người yêu của mình á, có không? Lúc đó em có khoảnh khắc đó không? Có chứ, em quay qua có một cái khoảnh khắc nhìn mà là em nghĩ là cái lúc đó là cái lúc mà giống như là một cái cột mốc cho hai đứa. Lúc đó thì cũng thân với mọi người, thì cũng thân với anh Nam hơn. Xong rồi lúc mà anh Nam thắng xong rồi mình cũng nể, là bắt đầu mình cũng có một cái gì đó trong mình rồi. Xong rồi lúc mà đi xuống thì hai đứa ôm nhau, xong rồi mới nói là vậy là còn gặp dài dài ha, giống như là bật đèn xanh đó, bật đèn xanh liền. Mà lúc đó vợ nhớ không, có chồng vừa công bố chồng vô địch á, chồng vợ cúp lên chồng quay qua chồng dòm vợ. Chồng dòm vợ nhớ không? Chồng dòm chứ chồng dòm có 2 giây thôi, chồng quay qua chồng khác liền. Cái con cánh mắt đó là thấy chưa? Dạ, thấy chưa? Thấy á. Nè, vô địch rồi nha cưng nghe. Rồi, xong công chuyện công rồi tới cưng rồi đó. Rồi bây giờ tới cưng. Giờ tới cưng nè. Thì cái chuyện tư em đã lên kế hoạch trước luôn. Đẹp nhất là em vô địch và Quyên giải nhì. Và thật ra nó đúng như vậy em tính toán. Thì em mới nhắn tin với Quyên là mình phải làm một cái video collab với nhau, pha cocktail. Tại vì mình hãy chứng minh mình là người chiến thắng. Thông thường là những nhà vô địch những cuộc thi khác, sau khi vô địch họ phải đợi tới khi mà bên công ty của cái tổ chức chương trình đó liên hệ để mà làm video, làm cái này làm kia dự án. Nhưng mà em muốn em phải chủ động em làm dự án đó, là một mũi tên trúng hai con nhện, tức là còn đôi diện luôn đó, mũi tên hai con nhện luôn. Tức là một phần là bên cái một bên á là công ty họ cũng sẽ ồ thanh niên này chủ động quá ta, tự nó lên kế hoạch, tự nó lên dự án luôn, mình chỉ cần đầu tư đồ này cho họ thôi là được rồi. Còn một bên là mình có thể có cơ hội được gia chạm tương tác với người mà mình thích, gặp nhau nhiều hơn. Sau đó tụi em có làm một video kết hợp với nhau. Trong video đó nếu mà ai coi á thì đã biết là tụi em tình trong như đã, mặt ngoài còn e rồi đó. Tiếp theo là đến khi nào mà hết cái chuyện mà tình trong như đã, mặt ngoài còn e rồi ai chính thức nhau? Ai chính thức tỏ tình ai? Dạ là bên đây tỏ tình. Nhưng mà em rồi. Cái dự án mà làm collab riêng như vậy là để em coi coi Quyên đón nhận cái tín hiệu đó của em như thế nào. Hóa ra là cô ấy cũng tích cực đến như vậy. Thì có nghĩa là có nghĩa là 80% rồi. Như vậy là em book Quyên một buổi hẹn, rồi là ăn mừng sau khi video đó hoàn thành. Sử dụng cái từ book là hợp lý. Tại vì thì mình cũng nên gọi nó là để đặt để đặt một lịch hẹn với người hẹn mà nhau mình đó, hợp lý mà cũng đáng yêu dễ thương đó. Dùng 9 ngày đó để em lên kế hoạch tỏ tình tháng hơn. Anh chị nghĩ là Quyên sẽ chọn địa điểm như thế nào? Chắc cũng chiêu ha. Chị đoán thử chiêu, em sẽ dắt anh đi ăn cái gì? Chắc lề đường quá. Đúng rồi, lề đường đúng không? Nó lề đường mà nó đường một cách gọi là đường hẻm, đường ngách, đường gọi là đường nhìn vô mình không muốn vô á chị. Em nghĩ là ok, buổi hẹn đầu tiên mình đi ăn mừng cái video mình hoàn thành, chắc cũng phải là một quán ăn lãng không mạn, đường, là okay, đường là cũng lãng được mạn đi, nhưng mà đường cũng đường lớn, đường lộ đi, không đường hẻm, đường ngách. Tại nó ngon. Thì nhiều khi Quyên không nghĩ. Đúng dạ không? Đúng rồi. Nghĩ là đi ăn bình thường thôi. Tại lúc đó anh Nam sẽ qua đón em ở quận 7, mà quận 7 là nhà em, còn anh Nam thì ở chỗ khác. Cho nên là thì em thấy là lúc này có một cái quán này rất là ngon, mà em thấy là ăn ngon là được, quan trọng. Chứ em không nghĩ là nó là một buổi đi date hay là gì hết. Xong rồi để dành tiền xong rồi cái dẫn đi ăn cái quán đó giận ghê. Ăn buổi ăn hai đứa có 60,000 nè, trời ơi. Nó không có đáng bỏ cái công gì hết trơn. Bây giờ mình đi uống nè. Thế là em chọn cái quán mà Quyên làm để đi uống luôn. Và tại vì cái thứ nhất là cái quán của Quyên làm là sẽ Quyên gần, em chưa có được trải nghiệm qua cái quán đó. Cái thứ hai là Quyên sẽ có cái cảm giác thoải mái nhất hơn là mình đi một quán lạ. Tại vì khi mà người ta nghe một lời tỏ tình, người ta sẽ rơi vô một cái thế rất là hơi không bình thường xíu. Nên mình phải chọn một nơi mà người ta cảm thấy thực sự quen thuộc. Em với Quyên ngồi ngay trên cái ban công của cái quán. Tại vì quán Quyên có một cái ban công rất là đẹp, gọi là cũng top ở Sài Gòn đó. Thì ngay trên cái phố đi bộ cũng vậy luôn. Nhìn thấy người ta đi dưới không, ta đi cặp. Xong rồi em thấy sao nếu mà mình cũng cặp. À vậy luôn hả? Thiệt mà, em phải cho Quyên uống đồ này kia. Xong bắt đầu là em mới nói được mấy cái lời đó. Không, tại bình thường em không phải là người nói đường nó mật hay là nói mấy cái lời đó. Đó lúc đầu mà em nghe mà cái màu ổng đi vòng xong rồi nói này nói kia là em biết rồi là chuẩn bị rồi đó. Là vấn đề đi. Là em cũng đoán được rồi, thì em cũng chuẩn bị tâm lý rồi, thì em kêu ok thì thử thôi chứ không. Không rồi cái hai đứa mình mới quện với nhau đúng không? Mới quện với nhau rồi đó, xong rồi cũng có trao nhau nụ hôn đầu tiên của hai đứa rồi. Tuyệt vời. Hay quá. Dạ ở đó luôn. Ngay đó luôn. Cả hai thấy có vui không? Dạ không, em thấy cũng bình thường, tại vì kiểu
đã thích nhau từ trước rồi á, xong rồi nén quá rồi, giống như là bây giờ là chỉ cần một cái tiếp xúc tác đi, đúng rồi, điểm tựa dựa vô dứt cái là lên lửa mở cửa cái là bên đây nhào vô liền, đúng rồi đó, lên lửa cái là tại lúc đó là cũng muốn một ly cocktail, cũng gọi là lân lân thoải mái rồi, nên là cũng không có gì, không có sao hết buổi tối nữa. Xác định cái không gian thời gian á, để sao đối phương lọt vô bàn tay của mình dễ dàng. Một người quận 7. Dạ. Một người Tân Bình. Rồi cứ đi về về vậy hoài luôn. À không. Không, lúc đó là Quyên còn không có nhà nữa. Tại vì Quyên vừa trả nhà đúng không? Trả nhà xong là... Xong Quyên ở nhà mẹ của Quyên là ở đâu? Ở... Cần Giuộc, Long An, em ở là mé rìa của Sài Gòn, là cũng không xa đến nỗi, là cũng đi khoảng 45 phút là vô trung tâm. 45 phút thì có 45 phút. Còn lúc đó là anh em ở đâu bên Tân Bình? Tân Bình. Từ đó chạy qua Quyên chắc tiếng rưỡi á. Đúng, em rồi. Chạy... đúng rồi, xa mà. Xa lắm. Xong rồi em nhớ là chở Quyên đi hẹn hò, xong rồi tới lúc về là chết à. Hốt được rồi, nhưng mà chở Quyên về tới Cần Giuộc. Xong rồi nghĩ lại cái đường về, xong mình nghĩ lại cái đường mình đi về. Cô đơn ha. Cô đơn mà. Sau đó có 2-3 ngày là cái nhà của em cũng phải trả luôn. Và thế là hai đứa em mới không có nhà cửa gì hết. Thì sao? Là lúc đó là em mới dụ anh em là đi qua quận 7 coi nhà. Tại vì em không có muốn ở quận khác, tại vì nhà mẹ em ở cái mé đó nên là nhà cho chồng mà phải kiếm nhà cho vợ. Thì lúc đó là anh Nam hỏi em là có chỗ nào đi coi nhà thôi. Cái em nói là qua quận 7 đi, vừa rẻ mà được, nhà được bên đây dụ lại. Kiểu là nhà rộng nữa, nó thoải mái này kia, xong rồi đi coi nhà. Cái kiểu là anh Nam chốt cái nhà đó, xong là một tuần sau là em dọn đồ đi nhà. À cái lúc đầu là Nam chỉ nói là Nam đang muốn đi tìm nhà thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Là em trong đầu em là lúc đó em mới nghĩ là sẽ qua ở với Nam không, hay là... Dạ có chứ, em mới dụ về quận 7 đó. À dạ. Nghĩa là có... À, cả để hai đều có kế hoạch với nhau rồi. Dạ, tại vì kiểu em là một kiểu người là em thích skinship, xong rồi em hay ở gần đó, em không có thích ở xa á. Nên là mà kiểu một đứa ở Tuốt Cần Giuộc, một đứa ở Tuốt bên kia xa lắm. Mà anh Nam là một trong những người duy nhất mà chịu chở em về tới dưới xong rồi đi về. Nói đúng là sức mạnh của tình yêu á. Nói thù. Trời ơi, vì ai nói người ta khôn khen đâu, người ta cũng khôn khen gì đâu. Người ta chỉ nói với vợ người ta thôi. Thì đúng rồi. Đúng rồi. Thì chỉ cần cái đó thôi, không cần gì nhiều. Mà nói thô ra là mê gái. Không, gái là phải mê. Đúng rồi anh. Không mê gái là không được. Nhưng mà mình mê một người một thời điểm thôi. Nịnh quá rồi. Nhưng mà cái trước cái lúc mà hai người dọn về ở chung á, hai người có chuẩn bị tinh thần không? Em không. Dạ không. Bên đây ngỏ lời muốn ở chung với em, chứ em cũng không biết luôn. À, em cũng không có dự định đâu ha. Nhưng mà bên đây dụ em đi coi nhà ở bên mé bên đó. Nhưng mà sao em cũng đi. Sức mạnh tình yêu rồi được kia đấm vô mặt mình thì mình đâu có nói gì, mình nghe đó thôi. Ừ, khi mà về ở chung thì có vấn đề xảy ra không? Em thấy cái vấn đề mới về ở chung mới, cái vấn đề lớn nhất của hai đứa em là không có ngủ mà nói chuyện tới 6 giờ sáng. Mà lúc đó là tụi em đi làm quán bar, là đi làm về là cũng 2-3 giờ sáng. Mệt lắm, nhưng mà về ngồi nói chuyện, hai đứa ngồi sofa ngồi nói mà em kiểu giống như là hội nghị cái gì đó, bàn tròn. Ngồi tới 6 giờ sáng mà gần như là ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng có chuyện để nói, mà nói một hồi nó đi đâu ra tới quốc gia, vũ trụ gì em không biết. Em kiểu vậy rồi sao ta, không có ngủ ghê gì được, rồi đi làm mệt mà cứ ngồi nó hoài, nhưng mà kiểu mỗi lần nói là không ngừng lại được. Nó quá sao lớn đó, em không đề cập là thôi bây giờ ngủ thì sáng hơi nói thôi. Sáng hơi nói được không? Tại kiểu mắc nói kiểu như là em ở ngoài thì em sẽ hơi ít nói với người lạ xíu, khi mà em có người yêu thì em luôn muốn là người yêu có thể chia sẻ những cái quan điểm với em, như là em là cái đứa hay hỏi. Mọi người rất thích phân tích cái vấn đề đó theo cái yếu tố tâm lý với tâm linh, còn em thì phân tích theo cái vấn đề đó theo cái logic. Thì đó, hai người giống như bù trừ nhau cho nhau thấy được cái mặt còn lại của vấn đề, nên là nó rất là cuốn, đúng không? Ví dụ như là giờ thấy cái này nó như vậy, chồng thấy cái này ra nó là như vậy. Rồi sao khoảng bao lâu thì mọi người mới có thể đi ngủ bình thường được? Thì chắc cũng một hai tháng, nhiều một năm dữ vậy hả? Tới lúc mà dịch tới mình mới bắt đầu để ý tới cái chuyện vấn đề ăn ngủ rồi đúng giờ, tại bắt đầu để ý sức khỏe lại rồi. Tại vì mới quen nhau mà về ở chung thì có quá nhiều thứ để chia sẻ. Nhưng mà về sống chung thì có nguyên tắc gì với nhau? Đúng rồi, hai người có nguyên tắc gì không? Cái lập thứ nhất là tụi em sẽ không đi thi chung một giải nha. Tại vì hai đứa em đều biết á, là hai đứa em là một đối thủ rất là mạnh. Và đối thủ mạnh thì cái tôi rất là cao. Nếu mà hai đứa mà đấu đá với nhau á, thì sẽ dễ ảnh hưởng tới tình cảm của hai đứa. Nên hai đứa sẽ chuyển thành là
support cho nhau. Nên là trộm vía từ lúc mà tụi em ở nhau tới giờ 4 năm tụi em cũng có được khá giải thưởng các thứ. Còn trong chuyện vợ chồng, gia đình, tình cảm, yêu thương thì cái đầu tiên là tụi em phải có cái sự tin tưởng với nhau. Cái đó là nguyên tắc gọi là ngầm giữa hai đứa phải tự biết, luôn luôn xây dựng niềm tin với nhau từ những chuyện nhỏ nhất. Thí dụ em nói là em đi chơi với ai là chắc chắn em phải đi chơi với người đó, chứ không phải là nói đằng làm nẻo. Kể cả những chuyện nhỏ nhất luôn. Em muốn là mới đầu là mình phải đặt niềm tin trọn vẹn á. Em không có thích hỏi nhiều. Xong rồi anh Nam mà có đi đâu chơi em không bao giờ gọi điện hết trơn á. Xong rồi chỉ báo là khi nào về để mình biết. Rồi xong rồi về thì nhắn hay sao đó. Còn giờ em là một đứa rất là thích thời gian em một mình. Nên là em giống như có đợt là em vừa quen anh Nam xong rồi em còn tự đi coi phim một mình nữa. Mọi bạn em hỏi kiểu em có bị gì không, nói không, nói là em thích như vậy, em thích cái khoảng thời gian một mình, xong rồi hay là em đi gội đầu dưỡng sinh hay gì đó, kiểu rất là enjoy. Và em cũng mong là anh Nam cũng sẽ có những cái khoảng thời gian, có thể là đi trên net hay là đi với anh em hay sao cũng được. Nghĩa là yêu bản thân mình. Dạ đúng rồi. Như Nam đi, em làm ở trong môi trường này, em là một người rất cao ráo, cao to, đẹp trai mà lại giỏi nữa, thì dễ gì mà không có những bóng hồng phe vãn, đúng không? Dạ, có bóng hồng lẫn bóng xanh, bóng tím, bóng đủ thứ bóng, đúng không? Bóng đủ thứ bóng luôn. Em sẽ vượt qua bằng cách nào? Đằng đây có thấy cảm thấy ghen tị gì không, không? Ví dụ vậy. Dạ. Và ngược lại thì em xin thề luôn là Nguyên là người con gái ghen nhất mà em được biết. Vợ em ghen nhưng mà ghen có lý do, ghen kiểu tốt ấy, nhưng mà ghen, độ ghen rất là cao. Nhưng mà Nguyên có một cái năng lực em nghĩ là hơi tâm linh xíu, chỉ cần mà mình làm cái gì mà nó không đúng đi bằng một cách nào đó Nguyên sẽ biết đó. Cái đó là trực giác phụ nữ. Từ lúc quen Nguyên em đã luôn nói trước bản thân em là mình hãy chặn đứng những mầm móng có thể xảy ra. Có một bạn nữ hỏi em là bạn này thì ok quá, xin nick Facebook, và em đưa nick Facebook của Quyền cho bạn. Xin của em cho nick Facebook của vợ em. Đúng rồi. Đó là cách tụi em nói say no với bạn đó. Với lại có rất là nhiều bạn nhắn tin riêng thì em sẽ đưa cho vợ em trả lời tin nhắn. Nhưng mà có những cái thế nó rất là khó, đó là một cái trường hợp là quán bar em làm có một cái ban nhạc acoustic và họ hay có cái mời là anh chị có muốn lên thể hiện một bài hát không ạ? Và thế là mấy đứa bartender trong quán của em tự nhiên đăng ký cho em lên hát. Xong đăng ký cho một con bé ba bách, bé phụ ba mới vô lên hát chung với em song ca một bài hát tình yêu nam nữ. Cái thế này có thể là bay nóc nhà. Và hát xong Nguyên vừa tới quán, em nói thẳng cái vấn đề vô vợ chồng mới hát với bé ba bách đây. Xong rồi em hỏi thẳng luôn, vợ ghen không? Có. Ok, đây sẽ là lần cuối cùng chồng để chuyện này xảy ra. Hay ạ. Thì cảm giác sao ta? Hay ạ. Tức là em sẽ không thể hiện ngay tại chỗ đó. Tại vì em là một người làm dịch vụ á. Nên là mình biết là mình phải ứng xử như thế nào. Xong rồi vừa ra khỏi chỗ đó em sẽ nói liền. Và em nói anh Nam là em không thích chuyện đó hay là như vậy không được. Lần gần đây nhất em đang ngồi nói chuyện với anh Nam thì có một bạn nữ là biết anh Nam trước đó, nhưng mà không có lại nói chuyện với tụi em. Ở Hà Nội đúng không? Không, ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn. Xong rồi lúc em đi toilet là trong đầu em đã biết được cái chuyện, em biết sao nữa là đúng không? Em biết là chắc chắn em đi ra em sẽ thấy bạn nó đứng nói chuyện với anh Nam. Và y như rằng em vừa đi ra em thấy bạn nó đang đứng nói chuyện với một mình anh Nam. Cái em kiểu ok, vậy là mình chính xác. Tức là trực giác của em vẫn rất là nhạy. Xong rồi em vẫn nói chuyện bình thường thôi. Xong rồi vừa đi ra lên xe ngồi cái là Nam quay qua nói với em kiểu là vợ biết hết rồi đúng không, này kia, là tức là đang cay cái bạn đó lắm rồi chứ gì. Kiểu em nói luôn là tại sao lại không lại nói chuyện với hai đứa mình có thể như nào đó, mà tại sao lại trẻ con như vậy, là đợi em đi xong rồi lại nói chuyện với Nam, tức là muốn gì kiểu vậy á. Em mà khó chịu là em sẽ nói ra hết, chia sẻ với nhau thì em thấy cũng bình thường. Xong rồi em cũng tin anh Nam nên là không có chuyện gì xảy ra. Ê rồi kìa, còn ngược lại thì sao? Là Nguyên có bao giờ em nghĩ là Nguyên cũng vậy không? Ý là em có ghen ngượng đúng rồi em có bị ghen không? Em không có, em tức là nó nhưng mà nó không có luôn thì cũng không đúng, nhưng mà em chắc là một người ghen ở cái level thấp thôi. Cái tiêu chuẩn của em nó khá là cao á. Xong rồi đối với em thì khách hàng và cái môi trường em làm việc nó khác anh Nam nữa. Môi trường anh Nam làm việc là sẽ mấy bạn kiểu trẻ trẻ cỡ nghe anh Nam. Còn chỗ của em á là em làm trong một cái kiểu nó hơi fancy hơn xíu. Và khách em tiếp á là người ta lớn tuổi kiểu khá là lớn. Và mọi người làm
doanh nhân coi em như là con cháu á, là nói chuyện và rất là thích nói chuyện với em. Nếu như mà người ta biết em đang trong một mối quan hệ, người ta sẽ dừng. Mặc dù trước đó là có thể là em nhìn em biết là có ý hay không, nhưng mà em sẽ nói luôn xong rồi dừng ở đó. Còn mấy bạn mà kiểu ngang ngang cỡ em á thì hiếm có ai mà có thể làm em ấn tượng lắm, ít lắm. Tại vì chưa ai thắng được em hết cho nên nên là cái trường hợp của em nó ít lắm. Tại vì thắng được chứ như được chứ đó mà đó thử mà. Coi hạng nhì thôi chắc đi hỏi mà, nha thôi hỏi không có ngày hôm nay đâu chị. Ờ thì đó chị con ơi, tới giờ của con rồi con. Hồi nãy là ba mẹ con, bây giờ tới con nè con ơi. Nó ngủ 8 giấc. Ngủ rồi. Hỗ trợ cô con ơi. Không dậy luôn, ok cho hỏi thành viên này sao đây. Thành viên xuất hiện trong cái chương trình này. Tại vì hiếm lắm nha. Chương trình từ lúc anh làm tới giờ chưa có thành viên nào mà như vậy đó đó. Mà rất thoải mái nha. Như ở nhà luôn. Như ở nhà thật sự. Thì nếu mà nói về thành viên này thì em phải nói sớm hơn đó một khoảng thời gian trước khi em có thành viên này, đó là thời điểm dịch. Lúc đó là mọi người là ngành bar là bị ảnh hưởng nặng nhất. Vì dịch là quán bar sẽ đóng cửa đầu tiên. Và hết dịch thì quán bar là cái cơ sở mở lại cuối cùng. Nên là anh em bartender bỏ nghề rất là nhiều. Thành ra là lúc đó tụi em ở nhà, tụi em không biết làm cách nào để có thể gọi là một tay đóng góp cho cái cộng đồng mình nó được hồi phục lại. Thành ra là trong quá trình dịch tới thì tụi em mới lập một cái kênh. Cái kênh social media để hướng dẫn mọi người cách đi bar như thế nào và hướng dẫn chia sẻ những cái mẹo đi bar như thế nào. Và ông biết sao cái kênh tụi em được đón nhận rất là nhiều bởi các bạn ở Việt Nam. Tụi em bắt đầu có thể kiếm tiền nhờ từ cái kênh luôn. Và tụi em từ từ tụi em tách ra khỏi cái chuyện tụi em đứng quầy, tụi em pha chế cho khách. Tụi em đi đến một cái quyết định là trong năm 2023 tụi em muốn đi xuyên Việt hai vợ chồng thôi, để tụi em nghiên cứu những cái nguyên liệu bản địa Việt Nam nhiều hơn, tụi em biết những cái văn hóa nhiều hơn. Nhưng trước khi đi xuyên Việt chừng có 2 tháng rồi đúng không, tháng 2 tháng mọi kế hoạch tụi em lên hết rồi, bạn này xuất hiện. Dạ, là một cách rất là bất ngờ, tình cờ, rất là giống như là duyên nợ luôn, chứ em không tính trước. Chăm một bạn chó là đã rất cực rồi, còn đi xe máy rồi, còn đi từ đây ra Bắc nữa, nó khí hậu thay đổi liên tục hết trơn á. Hai đứa còn phải quay phim tùm lum tà la hết trơn á. Thôi chắc không được đâu. Tự nhiên cái hôm đó em đi làm tóc, cái bạn em mới nhắn gửi hình em này qua, là lúc đó mới có 4 tháng thôi, dễ thương lắm. Gửi hình qua xong nói chị ơi em nhờ chị giữ giùm bạn này giùm em một tháng được không. Cái em mới gửi cho anh Nam là cực kỳ thích cái giống chó Corgi này luôn. Xong hai đứa nó ok thì giữ giùm thì giữ thôi. Khi mà tụi em giữ giùm một tháng thì cái bạn nó mới có trục trặc gia đình này kia, thì nó là thôi đưa lại để bán đi cho người khác. Cái em mới kiểu là trời ơi, bây giờ mình giữ xong mình thương, mình có tình cảm rồi. Mình chân rồi đó. Dạ đúng rồi. Cái bây giờ lại trao qua người này người kia tội nó quá. Em mới nói anh Nam thôi thương quá rồi giờ chở nó đi luôn đi, giữ luôn. Cái hai đứa cũng suy nghĩ dữ lắm, ngồi họp gia đình đủ thứ. Lên kế hoạch lại từ đầu hết luôn, coi như là lên kế hoạch gì hết là bộ đổ bể hết. Em chở nó đi là lúc đó nó mới có 6kg, bây giờ nó 15kg. Là tụi em đi 1 năm. Nhưng mà trước năm. Khi bạn này xuất hiện là tụi em có ý định có con không? Dạ chưa. Chưa, tụi em còn chưa có kết hôn. Hai đứa tụi em là có tham vọng rất là lớn trong nghề á. Cái mong muốn của em á là khi mà em có con thì em sẽ có thể ở nhà để kiếm tiền ở nhà được. Đó là em muốn dành hết thời gian để như là nuôi dạy con này kia, thì em sẽ không muốn lúc đó em phải đi làm ra ngoài công ty hay gì hết, em làm tại nhà. Dạ, nên là em rất là thích chuyện đó, thì em sẽ cố gắng làm sao để từ bây giờ tới đó là em có thể có những cái nguồn thu nhập riêng. Tại vì bây giờ thì tụi em vẫn đang có một cái nguồn thu nhập chung cho hai đứa là từ cái kênh, với lại khi tụi em làm sự kiện này kia thì vẫn là chung. Nhưng mà em vẫn muốn hướng tới giờ trong tương lai có những cái nguồn thu nhập của riêng em và của riêng anh Nam. Quý đen quý trắng nữa. Thì lúc đó em mới có đủ cái cảm giác là an toàn để mà mình bắt đầu đón thêm một thành viên mới. Thời gian mà đi phượt á thì chắc cũng kiểu như anh nãy đúng không? Dạ, khó chịu nó cự luôn. Dạ có. Trước đó là em có nói với anh Nam là em sẽ không đám cưới cho đến khi nào mà hai đứa có một chuyến đi xuyên Việt một năm với nhau. Tại vì em nghĩ là phải đi xa, đi bằng xe máy, đi một năm trời, chắc chắn bao nhiêu thứ nó sẽ lòi ra hết. Thì tới lúc đó mình vẫn còn muốn đám cưới hay này kia thì là nó sẽ ok. Nên là quyết định đi, và đúng thiệt là sẽ có rất là nhiều thứ.
nhưng mà khó khăn về tác động bên ngoài thôi á. Đúng rồi, chẳng hạn như về cùng... kinh tế tất cả mọi thứ mình sẽ như thế nào, sẽ tế... giải quyết một cái tình huống như ra sao. Nó nhiều cái nó kinh dị lắm anh. Nó có những cái mà nó tệ đến mức mà có một cái thời kỳ đó làm có một vài ngày đó thôi là tụi em không dám ra khỏi khách sạn, tại không vì không có tiền, không có tiền để check out. Lúc đó là tiền nó bị kẹt mọi thứ này kia, xong là tài khoản còn có, chắc hình như em nhớ lúc đó là còn 30 ngàn hay sao á, 30 ngàn. Nó rất là kinh dị với em, xong rồi kiểu hai đứa là không có ăn uống gì hết trơn, không dám ra khỏi phòng luôn, kiểu rất là bế tắc rồi, bế tắc lắm. Nó kiểu trời ơi, xong khổ mà, quá mà càng ở lâu thì tiền khách sạn nó sẽ càng tăng khổ đó, nó rất là đâu. Vô cái thế rồi khó, nhưng xong mà hai nó dạ, có được thì, ăn không? Nó thì nó có sẵn đồ ăn ok. Tụi em có đói hay nào cũng sẽ cho nó ăn. Xong rồi kiểu hai đứa phải tự trấn an nhau, an ủi nhau. Xong rồi lúc sau thì vẫn giải quyết được vấn đề kinh tế. Mà thời điểm đó tụi em đi xin việc tụi em cũng mất rất là nhiều chớp. Tại vì ở Sài Gòn thì luôn có nhiều chớp hơn đúng rồi, kiểu đúng mình rồi. Đi với lại kiểu mình đi liên tục vậy, mấy bên booking kiểu ta cũng biết sẽ gửi đồ cho mình ở đâu. Hôm nay mày ở đây, hôm sau mày chỗ khác, tao biết gửi mày ở đâu nên thôi tao book khác. Kiểu vậy, thành ra lúc đó là tụi em rất là sợ là sẽ đến một ngày tụi em không có đi tiếp chuyến đi được nữa. Nhưng mà tụi em có một cái thế tiếp theo đó là tụi em buộc phải linh động tìm chớp, chứ không được để cho thụ động đợi người ta book mình. Là lúc đó là tụi em mới quyết định là mình phải là người tạo ra cái job cho mình. Là tụi em lên kế hoạch làm sự kiện và đi kêu gọi nhà tài trợ. Thì cũng may mắn là tại vì tụi em cũng đã có những cái uy tín nhất định trong nghề, xong rồi tụi em tổ chức sự kiện là dành cho bartender và khách hàng luôn, có thể đáp ứng nhiều cái nhu cầu của nhãn hàng á. Xong rồi kêu gọi những cái nhãn hàng về đồ uống, người ta tài trợ cho mình. Mình có vừa có đóng góp được cho cộng đồng bartender ở những cái thành phố nhỏ mà mình đi qua. Rồi mình vừa có thể gọi là gặp mặt, gặp gỡ với mấy cái bạn mà có thể coi tụi em trên mạng, xong rồi làm cocktail pha cho người ta uống này kia. Thì tụi em cũng có được thêm một cái nguồn tiền từ cái đó. Đó là cách là tụi em vượt qua được cái chuyện đó. Bà này còn bệnh nữa. Em đi bệnh, bà này là mất gần cả chục triệu. Nó bị tại vì nó nhỏ mà lúc đó nó mới 5 tháng mà chở nó đi xuyên việt xong nó chịu rồi. Nó đi là nó bị nhiễm trùng máu. Ôi trời, nó bị hô hấp, nó bị đủ thứ hết trơn á. Mà trộm vía sao tụi em vẫn có thể làm, có thể chữa hết được, xong rồi vẫn đi, vẫn khỏe re tới giờ. Trộm vía rồi. Nên là nó nhiều cái phát sinh lắm. Xong rồi nó có những cái giai đoạn mà kiểu giống như là em ngồi trên xe mà em ngồi em khóc trên xe, em kiểu là sao mà nó khổ quá. Tại vì cái khúc đó mình mệt quá, kiểu như là phải ngồi trên xe 8 tiếng đồng hồ không có ngưng được. Tại vì cái đoạn mà tụi em đi từ thành phố Hà Giang đi tới Mèo Vạc đó là đi trên map là có 3 tiếng thôi. Nhưng mà lúc mà chạy thực tế á thì nó vừa mưa, nó vừa đường đèo quanh co, vừa trời tối nữa. Xong đi 8 tiếng đồng hồ mới tới nơi, ngồi trên đó xe vừa lạnh nó rung vậy nè, xong rồi còn mưa ướt người. Mà anh Nam chạy đâu có dám chạy nhanh được đâu, đường nó quăng qua nè. Xong rồi cái thắng xe lúc đó nó còn có vấn đề nữa. Kiểu đó mình liều với tao, mà đi đèo mà thắng mình có vấn đề luôn và vẫn nói chung tất cả mọi chuyện nó xảy ra nó tùm lum hết. Đúng rồi, hai người cự nhau không, tức là nói không thì không đúng, nhưng mà em cự ở một cái trường độ là tranh luận thôi, chứ không phải là tụi em cự kiểu là cự vô lý đúng không. Nhưng mà chuyện gì chuyện gì tự nhiên cự vậy, bây giờ là người ta muốn khui ra là mình cự chuyện gì luôn nè. Đó rồi nhiều quá sao nhớ ta, tại vì giống như có những cái là ví dụ anh Nam kêu em là xe đang ngoài đường đang lấy cái gì đó đi, thì thay vì người ta sẽ chụp đúng không, rồi thì em đâu có biết đâu, thì em đứng em dòm, xong rồi em từ từ em lấy, thì anh em sẽ bị bực, anh em kêu lẹ lẹ lên nhanh lấy gấp hay là sao đó, hay là ổng sẽ quay qua ổng làm luôn. Quan điểm của tụi em á là phải nói cái gì cũng phải nói hết trơn á, là em cảm thấy là em bực anh đừng có nói lớn tiếng được không, tại cái tính anh Nam á là rất là nóng, rất là kiểu hơi sồn sồn. Với lại cái ngồi gian nhà nãy em chửi đó, gian nhà nãy em chửi đó. Làm cái gì cũng rất là nhanh, kiểu là em làm á thì em sẽ làm từ từ, còn quay qua anh Nam như là gắn đồ rồi cạch làm mầm vậy đó. Cái tính của em là em không thích người ta nói lớn tiếng với em. Nếu mà là người ngoài thì em sẽ bị ghét, còn như nếu mà người thân của em sẽ bị sợ. Mà cái giọng của ổng rất là dày á, xong rồi em nghe em bị sợ á, cái em nói ngưng, ý là em nói là đừng có nói lớn tiếng được không, cái ổng hạ volume xuống, xong rồi nói một hồi cái nói lớn lên lại. Chưa đồng tình được á thì em sẽ im đợi cho nó dịu xuống, xong rồi đi ra nói tiếp. Nhưng mà có lần nào mà em cự không? Có một lần lần đó là do chồng
kiểu như là vợ bị mắc một cái lỗi đó và chồng cứ nói cái lỗi đó hoài. Nên là vợ em nóng quá, lúc đó là em la vợ, lúc đó volume vợ to hơn cả chồng luôn. Bây giờ tự nhiên cái vợ quy lực hơn chồng, cái chồng bị nhùng nhùng liền ngay sau đó. Xong cái vợ bỏ vô phòng vô đóng một cái kinh. Thế là đó là lần hiếm hoi duy nhất mà hai đứa em cãi nhau lớn, nhưng mà tụi em sẽ dập nó rất là nhanh. Tại tụi em sẽ không có muốn để cái sự mất bình tĩnh nó đi quá giới hạn. Dạ, giống như tụi em có một quy tắc ngầm với nhau hả, là lúc mà cho dù là có lớn tiếng hay là cãi nhau như thế nào vẫn sẽ nói chuyện, không có nói những cái từ khó nghe và vẫn phải nói là vợ chồng với nhau. Nên là mọi thứ nó sẽ giảm cái gọi là gì, cái độ tổn thương một xíu xuống. Rồi lúc đó sẽ cách nói lại với nhau nhiều hơn. Nói đi ngủ, vẫn ngủ chung. Dạ, đúng không? Vẫn ngủ chung. Thường thì cái đó thì ai sẽ là người mở miệng nói anh xin lỗi em hay là em xin lỗi anh, thôi mình bỏ qua nhau đi ha. Dạ thì nó tùy theo tình huống. Theo tình huống hả? Giống như ví dụ cái nếu mà tùy theo tình huống vậy là hai người hay dữ lắm luôn á. Hay mà tùy theo tình huống là hay dữ lắm luôn. Vậy nha. Là có người lên người xuống, người lên. Đa số đàn ông sẽ mở miệng ta nói trước không à? Tại vì em hay ngồi tự soi xét lại bản thân mình á. Xong rồi cái em thấy là thí dụ cái đó mà lỗi của em á thì em sẽ xuống nước em xin lỗi trước, còn thí dụ cái đó mà lỗi anh Nam á thì anh Nam sẽ xin lỗi. Yêu nhau á thì thấy toàn là màu hồng màu đẹp không à, rồi khi về nhà ở chung lại không có thật xấu nào lòi hết rồi. Mỗi lần mà ai hỏi tụi em câu này cái tụi em bị đau đầu, em không bị biết suy nghĩ đâu. Nha tụi em không biết đối phương xấu gì luôn. Nó có thể đối với cái tật đó với cái người khác trong một mối quan hệ khác đó là tật xấu. Còn đối với em thì em chấp nhận được nên em thấy ok, thì tức là ổng đâu phải và Nam cũng vậy luôn. Em thấy nó bình thường. Giống như là một số người khác thì sẽ thấy Quyên bị chậm, nhưng mà em nghĩ đó là một cái hay mà, tại vì phải có những người như vậy em mới bình tĩnh lại, chứ nếu mà ai cũng như cái lửa như em hết thì nó sẽ là thành ra một đám lửa lớn mà nó đốt hết mọi thứ luôn đó. Hai người bù trừ cho nhau đó. Em nghĩ phải cần có một người kìm em lại giống như Quyên. Cho tới hiện tại bây giờ hai đứa có những cái gì mà hai đứa chưa nói, hay là tất cả mọi thứ là mình đều chia sẻ, mình đều đã nói hết nhau rồi? Nếu mà giấu thì chắc là bữa nay tham gia chương trình này em mới giấu Quyên một cái gì đó thôi, chứ xưa giờ em không giấu. Là đến đây có một cái surprise cho vợ mình hả? Đúng rồi. Thì trước khi cái surprise thì mình có thể nắm tay nhau, mình nói những lời yêu thương đi, nếu mà mình không có gì giống nhau. Nói chung là mình tam tai trên đời này mình trải qua hết rồi. Làm gì hết rồi? Chưa. Không, mới tam tai thôi. Mới 3 phần thôi, còn 7 phần còn lại phía trước đó, thì Trọng nghĩ nó sẽ có. Hy vọng là mình sẽ như giấy đi xuyên việt rồi, mình lúc nào cũng sẽ bên nhau, yêu thương nhau, và mình luôn trân trọng những cái nhỏ, hạnh phúc nhỏ, giống như nãy giờ nói vậy đó. Mình vẫn có một bé như thế này, và hy vọng tương lai mình sẽ có thêm một bé nữa để cưỡi bé này. Thì nó hy vọng là vợ chồng mình sẽ luôn luôn đồng hành với nhau, giống như là lần mình đi xuyên việt vậy thôi. Có gì bất ngờ cho vợ nữa không? Đây, em có chuẩn bị. Cùng nhau lần lâu mình có con chó con mèo bắt cóc mình đi tháng hai lần hai qua
chỉ muốn có em mà đang trên con đường dài lẻ thế. Sao? Sao nào? Trời ơi, cả một thanh xuân nữa trời. Ghê vậy làm rồi nào. Kìa đó, em thấy chữ ghi gì không? Ok. Là đó, ngày mỗi ngày không? Có, có. Em được hưởng á cưng. Em được hưởng. Vô. Đúng rồi. Sao ngồi gì? Bình thường chồng chủ động, giờ vợ cũng phải chủ động đi chứ. Tuyệt vời. Dạ con đó hả? Có kìa có kìa. Làm nào nào vậy? Trời làm này là lén lúc mà vợ ngủ ngồi làm á. Trời ơi ngồi mà kiếm clip của mình từ xưa giờ 4 năm trời nó mệt lắm chứ không phải giỡn đâu. Cảm giác sao ba? Em nghĩ nó mới hôm qua giống như là nó Mấy cái hình rồi hay không đúng không? Ê chương trình vậy. Ê chồng làm quả này nó mệt quá vậy. Chồng làm cái quả này nó mệt quá. Mình cảm thấy biết ơn khi mà mình có một cái người như vậy, giống như là một người giống như sinh ra để dành cho mình. Rồi lại hợp đến như thế. Nó không chỉ là tình yêu nữa. Dạ. Nó là người bạn tri kỷ. Nó là một cái chữ nó hơn cái chữ người yêu, người thân. Nó thuộc về người thân, thuộc về tri kỷ. Dạ. Hiểu nhau quá mức luôn. Đúng không? Mình chỉ cần một hành động thôi, người ta hiểu mình liền luôn. Đúng rồi. Xong rồi dạ mong là mình sẽ tiếp tục như vậy. Hiếm khi nào em thấy vợ em khóc giống vậy. Khóc vì vui. Cảm ơn chương trình rất là nhiều để cho tụi em có cơ hội ngồi đây chia sẻ những cái điều mà nó quý em báu. Em nghĩ là bữa nay em khóc luôn á. Có những cái chương trình khác khách mời tham gia là đa phần là MC sẽ đưa ra những lời khuyên. Còn anh chị á, khi mà ngồi ở trong chương trình này á, đa phần là rút lại những cái bài học của bài học hạnh phúc của tất cả cặp đôi để cho kinh nghiệm cho tụi anh. Tại vì anh chị cũng không có giỏi về những việc tụi anh đó. Không giỏi về nhưng những mà cái sau như... trước sau khi ngồi đây khi mà nghe nhiều thì mình bắt đầu rút được bài học. Và cái bài học hay nhất là trong cuộc sống là có một người lên phải có một người xuống. Đặt vị trí của mình cho người kia. Người giọng bass, người giọng chép. Mình mới hòa ca được. Nghe ghê quá. Các bạn đã có những cái hoạt động chung với nhau rồi thì chương trình cũng tặng cho các bạn thêm một hoạt động chung là đắp mặt. Cảm ơn chung. Hoạt động chung đó. Hai bạn về đắp mặt nạ với nhau nghe. Dạ. Cảm ơn mặt nạ luôn 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 đã đồng hành cùng với chương trình. Và cảm ơn hai khách mời cũng như là cảm ơn mọi hippie cũng đã có mặt trong cái chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Cuộc Hôn Nhân Tuyệt Vời vào lúc 21:30 thứ tư hàng tuần trên kênh MCV Media. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.